Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kênh Kang HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và tiến hành thảo luận về các nội dung này. Để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu tỉnh Hưng Yên đề nghị chính phủ tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách, tăng cường việc quản lý sử dụng đất dự án, đất trụ sở làm việc, nhà công vụ, các công trình phúc lợi công cộng, cần kiên quyết thu hồi những dự án đã được giao đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm, cần rà soát để hoàn thiện quy định pháp luật và có những giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn bất cập trong hoạt động đấu thầu. Vì thời gian qua có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu phải xử lý, có vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, trong đó có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu chưa đảm bảo chặt chẽ, tạo kẽ hở để một số tổ chức cá nhân lợi dụng làm sai để trục lợi, gây lãng phí nguồn lực. Đến nay, 10 xã trên địa bàn huyện Văn Giang đã tham gia cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Các địa phương thực hiện được trên 6.500 chiều dài tuyến đường. Trong đó, các tuyến đường đã đáp ứng được các tiêu chí như cứng, sáng, xanh, sạch, đẹp, có sự tham gia đóng góp của người dân và xã hội hóa để thực hiện. Bên cạnh đó, các xã cũng tích cực nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn, bổ sung biển báo giao thông, biển chỉ dẫn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo quy định. Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã nâng cấp cải tạo hơn 22 km tuyến đường trục xã, thôn, ngõ, xóm, nội đồng với tổng kinh phí 264 tỷ đồng, trồng và chăm sóc trên 39 km đường hoa. Sau 2 năm được phê duyệt, cụm công nghiệp Minh Khai có diện tích 52 ha thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, được chủ đầu tư dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương chuyển thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình trong vùng dự án. Trong đó, đã kiểm kê cây cối hoa màu và các tài sản trên đất của hơn 470 hộ dân có đất thu hồi trong dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm đã trình phương án phê duyệt bồi thường hỗ trợ với các hộ tới Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Lâm. Dự kiến trước ngày 15 tháng 11 năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm sẽ ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ, đồng thời tiến hành trả tiền hỗ trợ bồi thường đối với các hộ dân trước Tết âm lịch năm nay. Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự năm 2023. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 10, các địa phương đã bắt đầu tiến hành sơ tuyển tại cơ sở. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức sơ tuyển ở cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2022, hoàn thành khám tuyển cấp huyện, thành phố, thị xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hoàn chỉnh hồ sơ, thâm nhập, chốt quân số trước ngày 5 tháng 1 năm 2023. Thời gian giao nhận quân dự kiến ngày 10 tháng 2 năm 2023, tức ngày 16 tháng Giêng. Tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ tuổi từ 18 đến 25. Riêng với những công dân có trình độ đại học cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi nhập ngũ kéo dài đến tuổi 27. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng qua, ngày 30 tháng 10 năm 2022, tại quán cơm phở Bình Dân thuộc địa phận thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ cháy. Theo thông tin do cơ quan công an cung cấp, quán cơm có diện tích khoảng 100 m². Chủ nhà là bà Tạ Thị Bừng, sinh năm 1973, ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ quán cơm thay bình ga nhưng không vặn khóa nên đã dẫn đến cháy đổ. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng và người dân xung quanh đã kịp thời dập tắt đám cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, gây tổng thiệt hại về tài sản là trên 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện bắt giữ hơn 3 tấn chân gà có dấu hiệu hư hỏng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, hơn 3 tấn chân gà đông lạnh bị cơ quan chức năng phát hiện trong một kho đông lạnh tại điểm công nghiệp Cầu Gáo, huyện Đan Phượng. Dù được bảo quản ở nhiệt độ âm 8 độ C, nhưng ngay khi đưa ra khỏi kho lạnh, số chân gà này đã bốc mùi hôi thối và xuất hiện nhiều dấu hiệu hư hỏng. Bước đầu, chủ kho hàng này khai nhận số chân gà đông lạnh trên chuẩn bị chuyển đến các cơ sở chế biến chân gà rút xương tiếp tục bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc của lô hàng này. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số chân gà, đồng thời xử phạt hành chính chủ cơ sở với hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh. Tối qua ngày 30 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hoàng Anh để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Theo điều tra ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh, trụ sở tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, do anh làm giám đốc, không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi biết thông tin về chính sách chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài về Việt Nam, Trần Thị Hoàng Anh đã tích cực quảng cáo dịch vụ này nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều công dân đã liên hệ trực tiếp hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Hoàng Anh và đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu, đồng thời nộp số tiền trọn gói khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng, tổng số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng. Đến nay, cơ quan thuế trên cả nước đã gia hạn hơn 91.000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp, qua đây có phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Cụ thể, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn là trên 51.000 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh được gia hạn là 40.000 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân cho các hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn là 204 tỷ đồng. Trong vòng hơn 4 tháng, hàng nghìn doanh nghiệp đã được thụ hưởng chính sách gia hạn thuế, có thêm nguồn vốn lớn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, từ đó quay trở lại có đóng góp cho ngân sách. Nhờ vậy, GDP quý 3 năm nay đã tăng trên 13% và tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm cũng đạt 94% dự toán. Tour khám phá hang Sơn Đòn, tỉnh Quảng Bình, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, vừa được Trung tâm Top Việt Nam, tổ chức kỷ lục Việt Nam, Vietkings vinh danh top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Được hình thành từ khoảng 2 đến 5 triệu năm trước, hang Sơn Đòn có vị trí khá đặc biệt, nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mỗi năm giới hạn 1.000 lượt khách vào hang tham gia tour trải nghiệm. Tham gia tour, du khách sẽ có quãng đường băng rừng 17 km, 8 km thám hiểm hang, 800 m leo dốc, 90 m leo dây thừng. Để khám phá Sơn Đòn, du khách phải di chuyển liên tục trong ngày ngủ lều. Nếu chưa từng tham gia các tour leo núi, du khách cần chuẩn bị giày ba lô và thể lực kỹ càng vài tháng trước khi đi. Đó là các bài tập có thể là đi bộ 10 km trong vài giờ, vượt qua ít nhất một ngọn đồi khoảng 300 đến 400 m, tập di chuyển trên mặt đất hiểm trở, gồ ghề, tập ít nhất 6 lần đi bộ đường dài. Mỗi tour chỉ có 10 khách, song cần 30 người phục vụ. Công ty đường sắt tại Thụy Sĩ vừa qua tuyên bố kỷ lục về chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới, đi qua một trong những đường ray ngoạn mục nhất xuyên qua dãy Alps. Công ty đường sắt Vision cho biết, chuyến tàu dài nhất thế giới của họ có tổng chiều dài là hơn 1,9 km, gồm 100 toa, được vận hành dọc theo một tuyến đường, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008, và dẫn qua 22 đường hầm, với một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi, qua 48 cây cầu. Giám đốc điều hành công ty đường sắt Vision chia sẻ, chuyến tàu kỷ lục nhằm kỷ niệm 175 năm ngày thành lập ngành đường sắt Thụy Sĩ. Máy bay lớn nhất thế giới của công ty Chatoland vừa qua đã lần đầu thử nghiệm trở thành công nguyên mẫu phương tiện siêu thanh. Máy bay của Chatoland cất cánh chở theo phương tiện thử nghiệm Talon dài 8,5 m gắn vào cột trụ ở giữa phần cánh dài 117 m. Chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ và đạt độ cao tối đa 7.000 m. Công ty Chatoland cho biết thử nghiệm đáp ứng mọi mục tiêu đề ra. Chuyến bay nhằm chứng minh ROC có thể chở phương tiện siêu thanh được thiết kế để phóng giữa không trung. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo số người mắc bệnh lao phổi trên toàn cầu đã tăng lần đầu tiên sau gần 20 năm. Theo một báo cáo, WHO ghi nhận mức tăng ca lao phổi là 4,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tổng cộng 10,6 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi vào năm ngoái, 1,6 triệu người đã tử vong. Báo cáo cũng chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã góp phần làm tăng đột biến số ca tử vong liên quan đến bệnh lao phổi, do các lệnh phong tỏa cản trở việc chẩn đoán hoặc điều trị nhiều bệnh nhân. Xu hướng gia tăng loại bệnh này ít được chú ý do dịch chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực nghèo. Cuối chương trình, kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức những hình ảnh thú vị về cuộc đại di cư lớn nhất trong năm của hàng chục triệu con cua đỏ trên đảo Christmas thuộc vùng Tây Bắc bang Tây Australia. Cuộc di cư lớn nhất năm nay của đàn cua đỏ diễn ra vào cuối tháng 10. Đây là quãng thời gian quan trọng nhất trong năm khi cua đỏ trên đảo Christmas bước vào mùa di cư. Đàn cua đỏ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ mặt đường, cầu, đá và dọc theo các dòng suối để tới điểm sinh sản kịp thời. Thậm chí chúng còn bò tới một số nơi đặc biệt như vách núi và trung tâm thành phố. Sự kiện này quan trọng tới mức chính quyền địa phương đã thiết kế một số con đường riêng trên đảo để dành cho chúng. Dù chỉ sống trong khoảng không gian nhỏ hẹp, nhưng các chuyên gia ước tính có khoảng 43,7 triệu con cua đỏ đang sinh sống trên đảo Christmas. Thức ăn chính của cua đỏ là hoa và lá rụng, nhưng nếu có cơ hội, chúng vẫn có thể ăn thịt các loài động vật khác và ngay cả đồng loại.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Để cung cấp những thông tin mới nhất cho chúng tôi, quý vị hãy gửi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HITV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.